các cầu thủ trẻ của Tajikistan đã có pha phối hợp đá phạt đẹp mắt, làm nức lòng người hâm mộ. Tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Tajikistan và Cameroon tại U17 World Cup năm ngoái. U17 Tajikistan được hưởng một quả đá phạt bên phía ngoài vòng cấm đối phương. Ba cầu thủ trẻ của Tajikistan đã có pha phối hợp rất thông minh và ăn ý. Họ đứng quanh bóng và tất cả đều tham gia pha dàn xếp. Đáng tiếc là pha kết thúc cuối cùng lại không chính xác để đem về cho họ một bàn thắng. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Không phải tự nhiên mà tất cả mọi người trên thế giới đều đề cao tầm quan trọng của sự thông minh. Vì đơn giản, thông minh là chiếc chìa khóa vạn năng. Và nếu bạn có được chiếc chìa khóa ấy kết hợp với sự đầu tư thời gian cho một lĩnh vực nhất định, thành công dù không ít thì nhiều sẽ đến với bạn. Vậy hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng xem khi các cầu thủ vận dụng trí khôn của mình vào bóng đá để tạo nên những pha đá phạt IQ 200 ngay bây giờ thôi nào. Trong một trận đấu tại bảng E thuộc giải U17 World Cup 2019 được tổ chức tại Brazil giữa hai đội tuyển đến từ hai lục địa khác nhau là U17 Tajikistan và U17 Cameroon. Những chàng trai trẻ đến từ châu Á đã khiến tín đồ túc cầu giáo trên thế giới phải ngỡ ngàng với một pha dàn xếp đá phạt chứa đầy chất xám khi có 3 cầu thủ tham gia đều đứng trước bóng. Một cầu thủ lặng lẽ thoát xuống chiếm khoảng trống, một cầu thủ chạy lại và nhảy qua bóng để làm tường rồi ban bật 1-2 với cầu thủ cuối cùng để anh này mở biên cho cầu thủ đã di chuyển không bóng từ đầu. Miếng đánh khôn ngoan này đã thực sự làm tê liệt hàng thủ của đại diện đến từ châu Phi, nhưng thật tiếc cho U17 Tajikistan khi tình huống băng vào đánh đầu cận thành của cầu thủ số 13 đã đưa bóng đi vọt xà. Nhằm gây sự hoang mang cho đối thủ trên chấm đá phạt trực tiếp, các cầu thủ áo đỏ đã bố trí một tình huống cực kỳ quái dị khi ba cầu thủ đội nhà xếp thành hàng rào ngay trước bóng và lùi dần đều về phía hàng rào của đối thủ. Và đặc biệt, ở đây cũng đã có một hàng rào ba người nữa do họ bố trí để che mắt đối thủ. Cách bày binh bố trận này khiến người ta liên tưởng đến những chiến binh trong quân ngũ. Bất ngờ đến khi một cầu thủ của đội áo đỏ tiến lên thực hiện cú dứt điểm, thì hai hàng rào ảo này nhanh chóng quay xe bằng tình huống đồng loạt cúi đầu, khiến hàng phòng ngự đối phương không kịp phản ứng để có thể cản phá được pha bóng đầy IQ của đội áo đỏ. Ở một diễn biến khác, các chị em một lần nữa khiến chúng ta phải giật mình với khả năng tổ chức đá phạt đầy drama của mình, và spotlight lần này thuộc về những nữ chiến binh của câu lạc bộ North County. Ba bông hoa chủ đạo của chúng ta đã dàn xếp một tình huống 2/3 cô gái giả vờ gây gỗ với việc tranh chấp đá phạt để thu hút sự chú ý của đối thủ, và khi cảm thấy thời cơ đã điểm, một trong hai cô nàng đang gặp mâu thuẫn ấy bất ngờ tung ra một đường chuyền nhẹ nhàng để cô gái ngoài cuộc chạy đà và sút bóng hiểm hóc ghi bàn cho đội nhà. Đúng là có 100 phương 1000 kế để các chị em có thể có được bàn thắng. Còn đây là một trong những pha đá phạt loằng ngoằng nhất mà chúng tôi từng được chứng kiến. Cộng đồng tác giả của tình huống này là những cầu thủ vui tính đến từ xứ sở mặt trời mọc. Thật vui vì sau hàng loạt tình huống bước qua đời nhau thì cũng còn sót lại cầu thủ số 30 là người chịu dứt điểm với một cú nã đại bác uy lực. Có một điều đặc biệt ở trong bàn thắng này là nó đã toát lên hai tính cách của con người Nhật. Bốn cầu thủ đầu mang độ tấu hài và người cuối cùng là chiến binh samurai. Thank you.
nổi tiếng là một tiền vệ xuất sắc hàng đầu làng túc cầu, cũng là một thành phần gánh team giữa rừng sao hùng hậu của Man City. Kevin De Bruyne luôn được biết đến là cầu thủ chơi bóng sáng tạo số 1 thế giới. Bằng chứng đã được chàng tiền vệ tài hoa người Mỹ gửi gắm đến cổ động viên cùng những chuyên gia bóng đá qua những đường truyền đầy mê hoặc và ảo diệu của anh. Còn đây là một trong những lần anh trích ra một ít chất xám và vận dụng vào cú sút phạt của mình, và cái kết là 6 cầu thủ cao to lực lưỡng nơi hàng rào chắn của đối thủ đã bị Kevin De Bruyne đánh lừa như những chú vịt con. Đây cũng là một tình huống dàn xếp đá phạt cực kỳ thông minh và chúng ta nên lưu ý hoặc cũng có thể vận dụng vào những trận bóng của mình nếu như có cơ hội. Tổ chức đá phạt gồm 6 người thì 5 trong số đó đều lao vào giả vờ tranh chấp đá phạt ở lượt đầu. Tiếp tục vai diễn là cả 5 tư tưởng lớn quay đi đầy ấm ức để khiến đối thủ phân tâm, và trong khoảnh khắc rối loạn ấy, ác chủ bài xuất hiện và lợi dụng sương mù quăng lựu đạn để làm nổ tung đội hình đối phương và dĩ nhiên là cả bàn thắng cho đội nhà nữa. Khi các bạn là những con người thích sự vượt trội hơn là phải dàn dựng những biến đánh hư cấu để đánh lừa đối thủ, thì những pha phối hợp và di chuyển thông minh như vậy là phương án khả dĩ. Hãy thực hiện một đường truyền nhanh đến vị trí của cầu thủ làm tường. Tiếp đến là một cú đệm bóng cấp tốc cho một trong hai sát thủ đã thoát xuống vuông vút vào vòng cấm của đối thủ. Và sát thủ nhận bóng sẽ giả vờ uy hiếp, nhưng thực ra là tung một đường truyền ngược vào phía trong cho sát thủ còn lại băng vào ghi bàn trong tư thế thoải mái nhất. Một kế hoạch xuất sắc như kịch bản của Hollywood. Và đây cũng là một tình huống tương tự với kịch bản được dàn dựng rất công phu. Nhưng để có được sự mượt mà trong từng đường truyền như các cầu thủ này đòi hỏi một sự tập luyện rất nhuần nhuyễn và sự tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội khi thực hiện những pha bóng kiểu này, vì một sai sót xảy ra có thể khiến họ trả giá đắt. Và đặc biệt ở pha bóng này, các cầu thủ của chúng ta còn thực hiện mọi đường truyền ở tầm bóng xịt, đồng nghĩa với việc nó sẽ khó hơn và dễ bị đối thủ can thiệp hơn. Còn đây là một tình huống bố trí đá phạt đơn giản, bao gồm một cầu thủ đóng vai trò làm cò mồi, một cầu thủ thực hiện đường truyền và vai chính của chúng ta phải được đảm nhiệm bởi một cầu thủ có khả năng ẩn mình như anh hùng núp trong đội hình đối phương. Nhưng quan trọng nhất là anh này phải biết có mặt đúng lúc, đúng nơi, kèm theo đó là khả năng kết liễu đối phương nhanh gọn và chính xác như anh hùng núp trong tình huống này.
Với những tình huống chỉ cần một cánh án vẫn có thể dệt nên mùa xuân như Lionel Messi thì phải liệt vào hàng ngoại lệ. Chỉ cần trao cho M10 một tình huống đá phạt và không cần phải băn khoăn thêm bất cứ điều gì cả, vì sẽ không nhiều đối thủ đủ khả năng hiểu được trong đầu của huyền thoại Argentina đang nghĩ gì và anh đang định làm gì tiếp theo. Như trong tình huống này, phẩm chất thiên tài trong huyền thoại sinh năm 1987 lên tiếng với một cú sút phạt dìm hủy diệt toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn cho Albiceleste. Vừa rồi là những pha đá phạt IQ 200. Theo các bạn, đâu là tình huống mà các bạn thích nhất? Hay còn những pha sút phạt để đời nào mà chúng tôi đã lãng quên? Hãy bình luận quan điểm bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.